Awesome Beautiful Life xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn những di sản tạo nên nét đẹp Sài Gòn nha. Sài Gòn đang có những bước chuyển mình được tính bằng giờ. Nhưng liệu nó có phải gồng mình để khẳng định bản sắc văn hóa riêng không? Bởi lẽ, nơi đây vốn là chốn đô hội giao thoa các nền văn hóa với sự phong phú đa dạng vùng miền. Câu nói, hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn, của Lý Quang Diệu, nguyên thủ tướng Singapore, trong thập niên 60, mà dạo gần đây thường được trích đi trích lại, làm ta hình dung được phần nào sức phát triển của nó, ở thời được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông. Phải chăng những kiến trúc xưa của Sài Gòn đã làm nên vẻ đẹp độc đáo một thời? Mới đây, chúng ta lại nghe rằng, sự hứng thú của chúng tôi với Sài Gòn sẽ giảm đi nhiều nếu thành phố không gìn giữ được những công trình kiến trúc cũ. Nếu điều đó xảy ra, có thể chúng tôi sẽ đến Bangkok thay vì lựa chọn Sài Gòn, trong bài viết của nữ tác giả Marianne Bram trên trang Total Travel của Úc. Việc xâm phạm những di tích kiến trúc không chỉ là chuyện phá hủy, mà còn là xây dựng những thứ không phù hợp chung quanh. Điều đó dẫn đến những suy nghĩ như, hóa ra những di tích thân quen nơi ta sống, liệu chỉ dành riêng cho cư dân nơi đó? Nếu xét đến yếu tố du lịch hoặc bảo tồn văn hóa bản sắc trong thời hội nhập, rồi cuộc chiến bảo tồn những di tích văn hóa nơi đó liệu chỉ phụ thuộc vào giới chức trách? Câu trả lời thuộc về mỗi chúng ta, đơn giản bằng việc cất tiếng bảo vệ những di sản này. Một là nhà hát lớn Sài Gòn. Nhà hát lớn Sài Gòn được xây dựng từ năm 1989 do kiến trúc sư Ferret thiết kế, tọa lạc trên đường Katina, Đồng Khởi nay. Bên cạnh là hai khách sạn Caravelle và Continental. Đây là công trình văn hóa tốn kém bậc nhất ở Sài Gòn thời Pháp thuộc. Bố cục nhà hát được dựng theo nhà hát kịch Opera ở Paris, với phòng khán giả rộng, sân khấu lớn. Ngoài ra, còn có tầng hầm, mái gãy dạng mansard. Mặt tiền của nhà hát được trang trí nhiều phù điêu, được đặt từ Pháp, trong đó, nổi bật là hai tượng nữ thần ở cửa, và nhóm các thiên thần dạo nhạc trên đỉnh. Thiết kế nội thất nhà hát hiện đại, với đầy đủ thiết bị âm thanh và ánh sáng. Ngoài tầng trệt, nhà hát còn có hai tầng lầu, với những dãy ghế được bố trí theo hình chữ U, hướng về sân khấu chính. Hiện nay, nhà hát thành phố Hồ Chí Minh là nơi tổ chức biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp như biểu diễn kịch nói, cải lương, ca nhạc, múa ba lê, dân tộc, opera cho tất cả các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Hai là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 đến năm 1880, có chiều rộng 35m, chiều dài 93m, do kiến trúc sư Bonnat người Pháp thiết kế, mô phỏng nhà thờ Notre Dame của Paris, nhưng nhỏ hơn, và thuộc loại đẹp nhất trong số các nhà thờ ở các nước thuộc địa Pháp thời đó. Tường nhà thờ được xây bằng gạch trần màu nâu đỏ, nhập từ Marseille sang. Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6m và hai tháp có 6 chuông đồng lớn, nặng 25.850 tấn, hiện nay là bộ chuông lớn nhất Việt Nam. Đứng trước nhà thờ là tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng cẩm thạch Ý, cao 4,2m, nặng 8,5 tấn, làm tại Dôm được dựng vào năm 1959. Ngày 8 tháng 12 năm 1959, Tòa Thánh Vatican đã có quyết định nâng nơi đây lên hàng vương cung thánh đường Basilica. Hàng ngày, nhà thờ có nhiều giờ lễ khác nhau. Đặc biệt, ngày Chủ nhật vào lúc 9 giờ 30 phút có lễ dành cho người nước ngoài. Ba là Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Khác với các công trình kiến trúc đậm nét Pháp ở trên, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc tổng hợp Âu Á, được xây dựng từ 1886 đến năm 1891 do kiến trúc sư Villedi thiết kế. Tòa nhà đồ sộ này tọa lạc trên gò đất cao, bên hông nhà thờ Đức Bà, phía sau là đường Paul Blanchi, Hai Bà Trưng nay. Mặt tiền của bưu điện được trang trí những bản tên một số danh nhân Pháp như Laplace, Voltaire, Array cùng những họa tiết sinh động. Trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Bước chân vào phía trên trong, khách thấy hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử của Sài Gòn, các kiến trúc Gothic và hơn 35 quầy phục vụ khách hàng. Ngoài ra, còn có các quầy bán đồ lưu niệm với các sản phẩm handmade đậm nét Việt.
4 là Tòa đô chính Sài Gòn. Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909 do kiến trúc sư Gadet thiết kế, dựa theo mô típ lầu chung ở miền Bắc nước Pháp. Thời Pháp thuộc, nơi đây có các tên gọi là Dinh Xã Tây, Dinh Đốc Lý, rồi Tòa Thị Sảnh, là trụ sở làm việc của Hội đồng thành phố. Từ năm 1954 đến 1975, gọi là Tòa đô chính Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, là trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cấu trúc của tòa nhà khá đơn giản, với phần chính giữa là tháp nhọn nhô cao, hai bên có hai tầng mái cân đối. Mặt tiền của tòa nhà có ba bức tượng đắp nổi. Đó là tượng một phụ nữ khỏe mạnh và một đứa bé đang chế ngự bầy thú dữ ở giữa. Hai phụ nữ khác, trong tư thế cầm gươm, ở hai bên trái, phải. Năm là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập trước đây là Dinh Norodom, được khởi công ngày 23/2/1868 do kiến trúc sư Hermit phát thảo, đến năm 1871 thì hoàn thành. Công trình bao gồm một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80m, bên trong có phòng khách sức chứa 800 người và một khuôn viên rộng 12 hecta với nhiều mảng xanh. Phần lớn vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang. Năm 1962, sau cuộc đảo chính, dinh mới được xây lại trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ngày nay, Dinh Độc Lập là điểm đến của nhiều du khách. 6 là Việt Nam Quốc Tự. Ngày 26 tháng 4 năm 1964, Việt Nam Quốc Tự được khởi công dưới sự giám sát của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Chùa được xây dựng với một ngôi tháp 7 tầng mái cong, chạm trổ tinh vi trong không gian thiên nhiên rộng rãi, với các cảnh quan đặc sắc hài hòa, mang đậm bản sắc phong cách kiến trúc Việt Nam. Đến nay, chùa Việt Nam Quốc Tự vẫn là điểm lui tới của các tín đồ Phật giáo xa gần và đông đảo các du khách khi đến Sài Gòn. 7 là Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành do hãng thầu Brosac & Morfin khởi công xây dựng từ năm 1912 đến tháng 3 năm 1914. Sau khi hoàn thành, người dân gọi là chợ mới hay chợ Sài Gòn để phân biệt chợ cũ. Sau năm 1957, chợ đổi tên như hiện nay. Đất xây chợ vốn là một cái ao sình lầy, gọi là ao Bồ Rệt, Marai Bồ Rệt, được người Pháp cho lấp đi. Khuôn viên chợ quy hoạch bốn mặt bởi bốn con đường. Mặt tiền, quảng trường Quách Thị Trang nay là Place Cuniac, đặt theo viên thị trưởng thành phố Sài Gòn, xã Tây, Cuniac, người đã đề ra việc lấp ao. Mặt bắc chợ là Rue de Espagne, Lê Thánh Tôn nay, phía đông là Rue Viết, Phan Bội Châu nay, và phía tây là Rue Sro, Phan Châu Trinh nay. Hiện chợ có hơn 3.000 sạp hàng, bán sỉ, lẻ từ thực phẩm, vật dụng hàng ngày, đến hàng xa xỉ phẩm. Chợ bắt đầu hoạt động từ 4 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 18 giờ hàng ngày. Hàng năm, chợ đón tiếp hàng triệu lượt du khách. 8 là Bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng được khởi công xây dựng ngày 4/3/1863 với mục đích làm nơi ở cho viên tổng quản lý bến tàu và nơi bán vé tàu. Tại nơi đây, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu Amiral La Coche Treville ra đi tìm đường cứu nước. Bến Nhà Rồng hiện nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, một trong những chi nhánh của bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước. 9 là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Ngày 28 tháng 11 năm 1927, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Đeo Van, theo lối kiến trúc Đông Dương Cách Tân, gồm 18 phòng trưng bày. Phần giữa bảo tàng có một khối bát giác, có hai nóc mái lợp ngói ống, gắn vật trang trí hình phụng, hình rồng cách điệu. Trên cùng là bốn quả cầu nhỏ dần và đặt chồng lên nhau. Hiện là nơi bảo tồn và trưng bày gần 32.000 hiện vật quý, được sưu tầm trong và ngoài nước.